Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Loan. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chiếc loa Boom 2 Limited Edition này. Thì chiếc loa này đến từ thương hiệu Logitech. Như các bạn cũng đã biết, cái thương hiệu này rất là lớn và khá nổi tiếng về việc bán và thiết kế thiết bị ngoại vi, giúp cho người dùng trải nghiệm và tận hưởng công nghệ số một cách tối ưu nhất. Thì đây là chiếc loa Boom 2 LE, đây là phiên bản Limited nha. Khác với những cái phiên bản Boom 2 trước đó, là cái này có nhiều màu sắc hơn, đẹp hơn, và cái loa này thì chỉ ra trong dịp holiday cuối năm nay, cho nên vì vậy số lượng của chúng sản xuất là rất ít. Đây là chiếc loa Boom 2 Limited. Và đây là chiếc loa Boom 2 Limited. Bao bì thiết kế đơn giản cũng giống như là màu sắc nổi bật đặc trưng của dòng loa Boom. Nhìn vào thiết kế ở bao bì thì chúng ta dễ dàng nhận ra thiết kế loa Boom 2 Limited thì có hình trụ nè, kháng nước chuẩn IPX7, chống va đập tốt ở độ cao 1,5 m, cũng giống như pin nghe tới tận 15 tiếng và âm thanh 360 độ. Mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nhé. Cảm giác mở hộp rất là thích nha các bạn. Đây, bên trong hộp đây là chiếc loa. Bây giờ mình sẽ bỏ qua chiếc loa này để chút mình nói tới một chút. Bây giờ mình sẽ mở một phụ kiện nè. Đây là hộp đựng phụ kiện. Bên ngoài thì sẽ có cái cách, những cái cách hướng dẫn các bạn sử dụng cơ bản nha. Giờ mình sẽ mở bên trong hộp xem có gì nha. Bên trong đây là một tờ giấy hướng dẫn nhanh cho các bạn dễ hiểu. Đây, cái phần tháo lắp. Và đây là cọng cáp màu vàng dẹp, rất là đẹp, nhìn thiết kế rất là đẹp. Đây là dẹp thì nó đỡ cho chúng ta trong cái việc mà cáp bị rối. Bây giờ mình sẽ mở chiếc loa Boom này ra nha. Hai đến tiệc. Đây là chiếc loa Boom hình trụ. So với các dòng phân khúc khác ngang như là JBL chạc á, thì cái này có thiết kế nhỏ gọn hơn, dễ dàng cho các bạn xách đi dã ngoại hay là đi du lịch ngoài trời. Rất là đẹp nha. Với cái phần thiết kế tăng volume, giảm volume nè, rất là nổi bật trên chiếc loa này. Và hai đầu với cái phần này luôn là được làm bằng cao su chống sóc, giúp cho các bạn mà lỡ có va đập khi mà rơi rớt á, thì sẽ không ảnh hưởng gì tới bên trong loa. Với cái vải bọc màng lo là vải, cho nên là cầm cảm giác sẽ êm tai hơn với các chiếc lo khác bằng kim loại. Phía dưới của lo thì chúng ta có một khoang để móc dây đeo, thì cái khoang này có thể tháo rời khi mà các bạn không dùng đến. Đây cũng là cái khoang để cố định hai cái sắt cắm của chúng ta. Và bên đây là sắt cắm 3.5 để khi mà chúng ta kết nối điện thoại bằng dây trực tiếp với lo, hoặc là kết nối hai lo cùng một lúc. Và bên đây là cổng sạc của chiếc lo này, thì là cổng sạc micro USB nha các bạn. Và điều đặc biệt nhất trên chiếc loa Boom 2 Limited này chính là các bạn có thể kết nối với gần hơn 150 chiếc lo khác qua phần mềm trên điện thoại iOS hoặc là Android. Thì mình đã có tải sẵn cái ứng dụng loa Boom này. Đây, mình sẽ vào cho các bạn xem nha. Đây, cái đây là cái phần mềm kết nối, trên Android cũng có, iOS cũng có nha. Như là ở bên ngoài chiếc hộp đã giới thiệu nhanh cho chúng ta về cái phần sử dụng chiếc loa này. Bây giờ mình sẽ kết nối thử một vài bài nhạc cho các bạn nghe thử ngang về chất lọc độ âm thanh của cái dòng loa này. Các bạn kết nối Bluetooth bằng cách là mình mở nút nguồn. Đây, đã mở vào, các bạn ấn vào cái nút kết nối Bluetooth này đến khi mà đèn chớp tắt. Đây, và các bạn vào điện thoại phần cài đặt. Mình mở Bluetooth lên. Đây, thấy thiết bị loa Boom 2 Limited này thì đã kết nối rồi. Bây giờ mình sẽ test thử một vài bản nhạc cho các bạn xem nha, nghe nha. Và bây giờ mình sẽ chuyển bài khác nha. Rất là lớn, các bạn mình chỉ mới chỉnh phân nửa âm lượng thôi. Thánh bát nghe rất là hay. Mình đã giới thiệu xong chiếc loa Boom 2 Limited Edition này với giá tiền vừa phải, âm thanh chất cũng như là thiết kế đơn giản gọn gàng. Hy vọng là các bạn sẽ lựa chọn cho mình một chiếc loa ưng ý trong cái dịp cuối năm Tết này nha. Xin chào và hẹn gặp lại, nhớ subscribe cho kênh của mình nha. Bye bye.